Các bạn đang có nhu cầu mua nick, mua vàng, mua đồ giá rẻ siêu tốt mà các bạn chưa biết shop nào uy tín chất lượng thì các bạn đừng ngại, thì các bạn hãy thử truy cập một lần vào shop Minh đi thì shop sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Hiện tại thì shop đã bán nick cho anh em giảm giá 40% nhá. Nick 1 triệu bây giờ chỉ còn là 600k thôi anh em ơi. Lạp thẻ thì hoàn toàn không bị trừ chiết khấu. Biệt các dịch vụ của shop thì siêu tốt anh em nhá, và giá là cao nhất thị trường. Bán vàng đang là X4K6, có đủ 9 server cho anh em tha hồ mua nhá. Bán ngọc thì X6.7 này, tìm đồ này, làm đệ úp sức mạnh đệ tử, úp sức mạnh sư phụ, làm nhiệm vụ và mở skill 234 đệ tử thì giảm giá cho anh em là 40% anh em nhá. Bây giờ thì đã có bán rất là nhiều đồ cho anh em ở đây nhá, cập nhật đủ 9 server cho anh em lựa mỏi tay nha anh em. Đặc biệt bây giờ thì đã có bán thêm hai loại danh mục, chính là League sơ sinh và League Queen danh trại anh em nhá. Dưới này thì mới cập nhật rất là nhiều vòng quay cho anh em tha hồ lựa chọn này, ví dụ như vòng quay ngọc rồng 20k này, vòng quay gift code này. Đặc biệt dưới này thì có rất là nhiều gian đương cho anh em tha hồ lựa chọn anh em nhá. Đừng buồn khi bạn muốn bỏ game, truy cập ngay azt2động.vn, nơi thu mua nick giá tốt, giao dịch 30 giây, nhanh hơn người yêu cũ bạn trở mặt, tự động 100%, hỗ trợ rút tiền về ví ATM, mua thẻ cào, mua thẻ game, mua đồ game, truy cập ngay azt2động.vn anh em nhá. Hello, xin chào anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series hành trình và em Aorus 100 HP nha. Thì ở trong cái clip trước thì mình đã khoe với anh em là mình đi cái bản đồ kho báu thì chúng ta được gọi là lên 3 tỷ mốt sức mạnh đúng không? Thì HP gốc của mình vẫn là 100 và sức đánh mình nâng lên được tận gọi là 7.900 anh em ạ, rất là tuyệt vời luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ thử đi săn đệ tử anh em nhá, xem thử là xem nick này thì có săn được đệ tử không. Thì đặc biệt là mình kèm theo hai con lick phụ nữa anh em ạ. Đây cho anh em xem hai con lick phụ, đây cho anh em xem này. Đó, đây có hai con nick xảy ra để hỗ trợ anh em nhá. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ gọi là tiến hành cùng anh em đi săn đệ tử. Đó. Thì ở đây mình sẽ gọi là mua thêm skill anh em nhá. Này sẽ mua thêm khỉ anh em ạ. Đó. Ừ, mình sẽ mua thêm đúng rồi, phải mua một cái viên capsule đặc biệt. Đúng rồi, mua một cái viên capsule đặc biệt đi. Đó. Đây. Mua. Rồi, với lại mua thêm skill khỉ nữa. Khỉ thì chắc mua khỉ mấy đây? Này thì khá là đắt. Rồi mua tầm thì một đi, mua tặng một cái. Ngày mai có tiềm năng thì mình sẽ gọi là học bằng tiềm năng cho nó rẻ. Đó. Phải suy nghĩ lâu dài anh em ạ, chứ mua phát tốn kém lắm anh em. Đúng không? Dạo này toàn là mình tôm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bật CD lên, anh em mình đi săn đệ tử theo ý muốn anh em nhá. Ok. Rồi. Wow, nhiều super thật sự. Ở rừng Mambo có kìa. Bây giờ chúng ta sẽ qua rừng Mambo anh em nhá. Rừng Mambo. Ok, còn hai con nick kia. Ok, ở đây thì mình thấy có một con super đây rồi. Ở đây rồi. Con này pem khá là xịn xò luôn, ăn cái cùng lộ vào cho nó rực rỡ anh em nhá. Ok, tắt từ đầu tuyển luyện ra. Ok, mong là sẽ không bị chết. Đấm. Ok, nói chung là mình đấm thì cũng được 130.000 phát. Nói chung là cũng được. Trừ 1 không nhỉ? Phải mình trừ 1 không nhỉ? Nhưng mình đấm đi trừ 1 này anh em. Đúng không? Không, mình đấm hình như không phải trừ 1 đâu. Phải bị trừ 1 không ta? Mình đấm này. Nếu anh em chưa biết mua vàng, mua nick, mua ngọc ở đâu uy tín chất lượng mà còn được quà thì các bạn có thể truy cập ngay vào game10s.com nha. Khi các bạn đăng ký tài khoản shop thì các bạn hãy bấm vào góc màn hình bên tay trái để các bạn có thể nhận tiền shop được nha. Cái tiền này thì các bạn có thể nhận hên xui từ vài trăm đồng cho đến vài trăm nghìn nha anh em. Đặc biệt là hiện tại shop đang có rất là nhiều dịch vụ cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Ví dụ như dịch vụ bán ngọc này, bán vàng, làm nhiệm vụ, làm đệ, treo đệ, ốp sức mạnh đệ tử, rất là uy tín và chất lượng. Hiện tại thì shop đã giảm giá lick rất là nhiều đây. Lick ngọc rồng thì giảm giá rất là nhiều, đủ 9 server cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Đặc biệt là có thêm các lick như là lick sơ sinh, lick quyên dây trại, lick skill 23 đệ tử này, lick liên quân và lick free fire nha anh em. Đặc biệt dưới này thì có cực kỳ là nhiều các vòng quay thì lại chúng là 100% anh em nhá. Đặc biệt là dưới này thì có hàng nghìn gia đun rất là mới mẻ thì anh em mới để vào đây để tham khảo nha anh em. Đưa top hàng tháng để anh em có thể nhận được những phần quà cực kỳ hấp dẫn cho anh em trong cái tháng này anh em nhé. À đây rồi, có bị trừ 1 anh em nhá. Đồng ma bị lag luôn này. Đây rồi. Cái ngoắc không bị lag anh em ạ. Đây, từ đầu. Mong là mình sẽ ăn được con này anh em ạ.
hoặc là xe con điện tử. Ok, chắc là của mình đấy anh em. Ok, được rồi. Ngon. Vậy là mình được con điện tử nha anh em. Uầy, được của nó đấy. Tưởng là không săn được cơ. Ok, vậy là mình đã có một con điện tử 5X rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ gọi là tiến hành năng suất ra và lại anh em nhé. Để xem thử con điện tử của mình nó sẽ như thế nào nha anh em. Ok, vậy là bây giờ thì nick của mình đã có điện tử rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem là cái con điện tử của mình thì chỉ số thế nào nhá. Nhưng mà trước tiên mình nhìn sơ sơ này thì điện tử này chỉ số không ngon rồi anh em ạ. Cho anh em xem chỉ số nhá. Đây, con điện tử thì ôi, cũng ngon đấy chứ. Chiêu đấm Garlic các thứ luôn. Nhưng mà bên treo vào 6 mình hạn chế đồ lắm, cho nên là mình sẽ đổi điện tử luôn. Mình sẽ lấy đệ xanh ra anh em nhá. Đó, con điện tử này sẽ phải tạm biệt. Mình thật sự là chơi 5X thì được có một cái điểm rất là hay, chính là nó có thể là đổi điện tử theo ý muốn được, còn chơi ở đây thì nó không được anh em ạ. Rất là buồn luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là tiến hành gọi là đổi điện tử nhá. Đổi một phát không biết ra không nhỉ? Nó theo như nào nhỉ? Xay ra 5X trái đất đúng không? Hay là xay ra trái đất xong rồi 5X? Để mình bấm xem thử nào, xem nó theo quy luật. Ok, đây là xay ra anh em ạ. Thì có nghĩa là xay ra trái đất 5X. Ừ, xảy ra 5X trái đất. Đó. À không. Xảy ra 5X và trái đất. Trái đất 5X xảy ra. Đấy, nó tuân như thế. Ok, bây giờ sẽ xem con đại tử đấy nha. Xem nào. Xem ngon không? Ui, con đại tử này ngon anh em ạ. Chắc chắn là HP sẽ là 3000 và ki sẽ là 800, sự đánh sẽ là 42 và giáp sẽ là 192 và chí mạng sẽ là 2 anh em ạ. Mình đoán như thế nhá. Bây giờ sẽ cho anh em xem đúng không? Đây mình. Ôi, giáp 156, ki là 110, chí mạng 2. Đúng, mỗi chí mạng 2, con này chắc đấm Dragon nhỉ. Đấm Demon anh em ạ. Ôi, con đệ tử này ngon anh em ạ. Tỷ lệ Zakame rất là cao. Ôi, nghĩ cảm giác là thích vãi cả trưởng anh em ạ. Rồi, và có khả năng bây giờ thì con nick này mình sẽ tập trung úp đệ tử nữa anh em ạ. Vừa úp đệ tử vừa đây, mình nghĩ sẽ tập trung úp đệ tử con nick này nhá. Đó. Rồi, và chắc clip mình sẽ tạm dừng ở đây thôi. Cảm ơn em đã dành thời gian xem clip của mình nhá. Thì mình đã gọi là săn thành công cho con nick của mình một con đệ tử rất là hợp lý luôn anh em ạ. Đó. Săn được đệ tử ngon, sau kèm theo đó là mình làm thêm một cái việc nữa, chính là đổi thêm phát nữa lại được con đệ tử chỉ số rất là ngon. Uầy, nói chung là hôm nay khá là may anh em ạ. Thì chắc có khả năng bây giờ mình sẽ quất một cái bùa một tháng úp đệ. Đó, mình sẽ úp đệ luôn anh em nhá. Đó. Nick này thì mình sẽ vừa gọi là đi bản đồ kho báu với lại kết hợp gọi là úp đệ tử luôn. Một ngày thì mình sẽ đi được bản đồ kho báu là 3 lần. Và kèm theo đó thì quên chưa mua cái bông tai. Hay thật sự, đây mua cái bông tai vào. Được rồi, bông tai nó bán đâu nhỉ? À, bán Udon chứ, quên mất. Được rồi, bông tai là đây, bông tai 1000 ngọc đây. Mua luôn. Bật luôn, hợp thẻ vào cho đẹp trai nào. Đấy, đẹp trai ngay, đúng không anh em? Wow, được của nó đấy. Rồi, và bây giờ sẽ quất luôn cái bùa gọi là bùa một tháng úp đệ luôn anh em nhá. Úp đệ luôn cho nó chất lừ luôn anh em ạ. Ok, 1500, úp luôn một tháng cho chất. Không biết là con đệ này nó sẽ ra skill gì. Và mình sẽ kết hợp giữa úp bản đồ kho báu với lại úp đệ để cho cái nick của mình nó được sức đánh hoàn thiện nhất với lại chỉ số thì mình mới làm nhiệm vụ ok được. Đó, chứ tại vì là HP nick này khá là thấp, đệ mà không ngon thì chả làm được cái mẹ gì. Đấy, rồi. Và mình cũng nghi là cái nick của mình phải úp đệ VIP lên thì mới làm được đệ võ thuật đấy anh em ạ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi úp đệ đây anh em ơi. Cảm ơn đã dành thời gian xem cái clip này của mình nha. Bye bye anh em và hẹn em trong thời gian sớm nhất nha anh em nha. Bye bye.